Chị Hương Trương Việt Kiều Mỹ gửi lời tri ân nhân dịp năm mới. Nhân dịp đầu năm mới, Hương xin kính gửi lời tri ân và biết ơn đến bác Ba Ngọc Sơn, chú Nguyễn Đức Thụy, Sơn Hạ và cô giáo Oanh. Kính chúc quý ân nhân của cường và của đại gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự may mắn và tốt lành nhất, đại thắng đại lợi và đại thành công. Hương cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán giả trong và ngoài nước đã thương yêu và luôn ủng hộ sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Mong cả nhà mình sẽ mãi mãi một tình thương yêu dành cho cậu bé Hồ Văn Cường. Hương xin kính gửi đến đại gia đình, một năm mới 2023 tràn ngập yêu thương và đầy tiếng cười. Cô Hương cũng không quên chúc cho con Hồ Văn Cường, ngôi sao của lòng cô mãi tỏa sáng. Dù xa nửa vòng trái đất, nhưng cô vẫn thấy được ánh sáng lấp lánh. Và tia sáng ấy cho cô cả niềm tin và nghị lực để cố gắng vượt qua những giây phút mất niềm tin và tuyệt vọng nhất. Con và các con của cô đã truyền cho cô một năng lượng tích cực và như một liều thuốc rất hay để cô mau khỏe lại, vì cô chợt nhớ các con cần được thương yêu, ủng hộ và bảo vệ. Cô Hương biết con được rất nhiều người yêu thương và bảo vệ cho con, vì con rất xứng đáng. Nhưng cô Hương đã hứa mãi mãi yêu thương con và lan tỏa tình yêu thương đó đến với mọi người, cho con được nhiều người biết đến và thương yêu con thì cô sẽ phải giữ lời hứa ấy. Cường ơi, cô Hương rất vui mừng cho con có được lai like sâu đầu tiên vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Nó là bước ngoặt và cũng là dấu ấn đầu tiên, khởi sắc cho sự nghiệp của con. Xen kẽ những cảm xúc vui mừng cho con, tâm trạng của cô cũng buồn lắm, vì không về được nghe con hát trực tiếp và cùng phan học mặt tất niên chung vui cùng con, để một năm nhìn lại những thăng hoa trong cuộc đời ca hát của con. Cô Hương chỉ muốn có một phép màu nào đó đến thật nhanh, ước gì và ước gì. Nhưng cô Hương biết rằng, điều ấy không thể xảy ra được vì sức khỏe hiện tại không cho phép cô và cô cũng đã không còn ngày phép để nghỉ nữa rồi chỉ biết ngân ngấn lệ vì nhớ con và thương yêu con vì là sâu riêng của con và cũng là sâu đầu năm nó rất quan trọng cho nên cô hương lúc nào cũng muốn và cầu mong cho con một năm mới vạn sự may mắn suôn sẻ và rất thành công cô hương đã không ngừng suy nghĩ chọn món quà nào thật ý nghĩa để chúc mừng cho con và cuối cùng cô đã chọn tặng cho con một cây xanh tươi phong thủy và treo trên cây năm bao lì xì, tổng cộng 5 triệu tiền Việt Nam. Cây xanh phong thủy này con để trên bàn học hoặc cửa sổ hay góc phòng của con, nơi có chút ánh sáng lùa vào con nhé. Cây này gọi là cây kim tiền con nhé. Ngoài ý nghĩa phong thủy, nó còn có tác dụng thanh lọc không khí trong phòng. Kim có nghĩa là phát tài, tiền có nghĩa là giàu sang phú quý. Cây này sẽ mang đến cho con tài lộc, may mắn tiền tài, phú quý giàu sang, sung túc thịnh vượng. Con dáng chăn sóc cho cây nở hoa thì vận may ngày càng phát, tiền tài lợi lộc may mắn càng nhiều. Cây này rất dễ sống, con không cần phải chăm sóc nhiều đâu. Vì làm món quà yêu thương đầu năm và chúc mừng cho con Hồ Văn Cường, cho nên cô Hương lúc nào cũng sáng tạo và chọn lựa rất kỹ. Cây phải được đặt trong trong chậu màu trắng rất đẹp, thơ ngây tinh khiết. Và trang trí xung quanh cũng bằng những viên sỏi trắng. Và treo trên cây những chiếc dây đồng tiền, vàng dây màu đỏ. Đây là việc trang trí tượng trưng cho hỏa và kim. Việc trang trí nhằm tăng thêm vượng khí cho cây và giúp chậu cây hội tụ đủ các yếu tố trong ngũ hành. Đó là tất cả tình yêu thương và lời chúc mừng cô Hương dành cho con trong ngày đầu năm mới, thay cho những gì cô muốn nói. Cô Hương lúc nào cũng xến hết phải không con. Chữ nhân con đã hình thành ngay từ lúc nhỏ. Hiếu thảo mẹ cha, kính trọng thương yêu cô thầy, chứ tài con cũng có. Trời ban cho con có giọng hát là giọng hát thiên sứ, tiếng hát từ trái tim luôn chạm đến trái tim người nghe và con đã cố gắng trao luyện học hỏi thầy Ngọc Sơn. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền bù xứng đáng nhất, giọng ca ngày càng hay, ấm áp ngọt ngào sâu lắng. Chữ nhân đi trước và chữ tài theo sau và luôn bổ sung cho nhau thì ắt sẽ thành công. Đầu năm mới cô Hương chúc con cùng gia đình, ba mẹ con anh chị và những người thân của con năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự may mắn, hạnh phúc và một đời an nhiên. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây đại diện fc hồ văn cường đã lên tiếng khi hai tài khoản facebook cơ cá nhân của cường liên tiếp bị đánh sập trong vòng 2 ngày và tiếp tục lập tài khoản thứ ba cụ thể người đại diện chia sẻ ai ai cũng đều biết hồ văn cường sau khi rời công ty cũ đã trả lại tất cả tài khoản facebook cơ cá nhân fanpage cũng như kênh youtube mang tên hồ văn cường và không còn liên quan gì đến công ty cũ cho đến hiện tại bên phía công ty cũ vẫn giữ facebook của cá nhân và fanpage có tiếc xanh mang tên Hồ Văn Cường. Mà chúng tôi không hiểu họ giữ vì mục đích gì. Hơn một năm nay, Hồ Văn Cường đã nhiều lần tạo pết nhưng đều bị đánh sập trong thời gian rất ngắn và lần gần đây nhất cũng đã bị đánh sập mất hai pết mới tạo khi vừa công khai trong khi các pết giả vẫn tồn tại nhan nhản. Đây là pết mới chính thức của Cường. Chúng tôi rất mong các vị để yên cho Hồ Văn Cường được dùng tên cha mẹ đã đặt cho cậu ấy. Hồ Văn Cường chỉ muốn được yên ổn hoạt động nghệ thuật vì đam mê. Mời cả nhà theo đường dẫn bên dưới ấn like và theo dõi trang và chia sẻ thật nhiều. Xin cảm ơn cả nhà. Trước đó đại diện ban quản lý cũng kêu gọi FC xanh đọt chuối đến đúng nhà mới Hồ Văn Cường Offico để theo dõi. Thông tin Hồ Văn Cường có nhà mới, sau một năm được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt, fan dần dần chúc mừng. Cụ thể Hồ Văn Cường đã bất ngờ đón tin vui, sau một năm được ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn nâng đỡ. Theo đó nam ca sĩ Đất Gò Công đã chính thức có fanpage riêng là nơi cập nhật những thông tin liên quan đến Hồ Văn Cường. Mặc dù chỉ mới xây dựng được ít ngày, song fanpage đã nhận về được hàng nghìn lượt theo dõi, đa phần khán giả đều vui mừng trước động thái xây dựng nhà mới của Hồ Văn Cường, nơi mà nam ca sĩ có thể giao lưu chia sẻ những tin tức cùng fan. Tuy vậy có không ít kẻ gian đã lợi dụng ngôi nhà mới này của Hồ Văn Cường để trục lợi. Cụ thể một người hâm mộ Hồ Văn Cường đã chia sẻ. Gì mà giả mạo quá trời luôn, lợi dụng tên của bé Cường, rồi vài bữa đổi tên bán đông trùng hạ thảo, bán thuốc gia truyền, bán fanpage, bán group để kiếm tiền. Ai có trong cái group hay fanpage bên dưới thì rời nhóm, bỏ thích bỏ theo dõi đi ạ, à, ủng hộ trang chính thức của bé Cường Nha. Sau ồn ào với cố nghệ sĩ Phi Nhung, thông tin về Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm của công chúng. Hồ Văn Cường vẫn đang dành nhiều thời gian cho việc học chuyên ngành ở trường đại học, đồng thời nam ca sĩ trẻ cũng tích cực trao dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc nghệ thuật và rèn luyện sức khỏe. Vừa qua, tiết lộ về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ Hồ Văn Cường, danh ca Ngọc Sơn nói. Giọng ca bỏ quê vẫn đang trong quá trình học tại trường đại học, bên cạnh đó là dành thời gian để trau dồi kỹ năng biểu diễn. Quán quân cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 có định hướng rất rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp nghệ thuật trong cuộc sống của mình. Vì lẽ đó danh ca Ngọc Sơn tin rằng, nếu vẫn giữ lại được thái độ tích cực chăm chỉ và ham học hỏi như vậy, Hồ Văn Cường sẽ còn tiến xa trong tương lai. Hồ Văn Cường được nam danh ca khen ngợi về sự tiến bộ trong cách nhà chữ, luyến lái như những gì mà Ngọc Sơn đã chỉ dạy trước đó. Ngoài ra, ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn còn dành nhiều lời khen có cánh cho nam ca sĩ. Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thót, hiện tại thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp lại truyền cảm, điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất là đó, bởi mỗi người ai cũng có một bông hoa khoe sắc, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật nhưng những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả có thể nói trong thời gian vừa qua hồ văn cường rất đắt sâu mỗi đêm diễn có sự xuất hiện của nam ca sĩ này đều thu hút lượng lớn người hâm mộ trong fc xanh đạt chuối thậm chí phan còn tặng cho anh chàng rất nhiều món quà như hoa tiền và vàng những món quà ý nghĩa vẫn là tình cảm mà phan dành tặng cho thần tượng của mình